Dạ có mình em, sao vậy anh Linh? Không, em kinh lại rồi. Dạ. Hello mọi người, mọi người ơi, mọi người đã thấy TikTok chưa? Mọi người ơi, ai thấy TikTok rồi thì mọi người comment lên đây đi, cho em thấy mọi người luôn nha. Ô, anh Việt Nguyễn trên livestream của em kìa. Em chào anh Việt. Hello, Lê Thắm luôn ạ. Em chào chị Lê Thắm, chị chào Kim Ngân Lê luôn nha. Ui, lâu quá Kim Ngân Lê mới vô chơi với chị Túc luôn đó. Hello Trung Hiếu luôn, em chào anh ạ. Em chào Túc Túc yêu dấu của anh nữa chứ, anh Đức Phùng, hello anh nha. Mọi người đã ăn cơm nước gì chưa, mọi người đang làm cái gì đó? Em vô livestream của Mắt Kính He Lì để em... Ôi, chắc sao quên câu đố rồi. Lâu rồi tóc là anh dựng bên dưới gì? Tưởng là hôm qua rồi đó, Linh mới hỏi xong. Rồi, mọi người ơi, mọi người ơi. Ê, đỡ cái dưới đó, làm cho nóng nóng xíu, hơi nóng thôi được rồi. Đang đau hỏng quá. Hello Trương Văn Vương Thoại luôn ạ. Hello Bá Linh, em chào luôn nè. Ồ, vòng một của em hơi nhỏ xíu xíu. Em đang xem bán kính đó. Dạ, em chào anh Trung Hiếu luôn nha. Đau quá, cắn hàm môi rồi. Mọi người ơi, mọi người ơi, ai thấy TikTok nữa mọi người comment lên đây cho TikTok thấy mọi người luôn được không ạ? Rồi mọi người ơi, còn ai thấy em không ạ? Giọng em dễ thương nhất trong những người bán hàng online á hả? Em cảm ơn anh thế giới chân tình luôn ạ. Em chào mọi người luôn nha, cảm ơn anh nhiều lắm luôn. Hello, hello, Nguyễn Hoàng Phát luôn nha. Không có bán bưởi đâu anh ơi, em không có bán bưởi. Rồi mọi người ơi, còn ai thấy em nữa thì mọi người comment lên đây nha, cho em thấy mọi người luôn nha. Còn ai ở trong livestream của em nữa không ta? Thấy em không? Thấy anh không ạ? Thấy em không? Chị thấy Linh Vũ Nguyễn luôn nha. Thấy Linh Vũ Nguyễn rồi nè. Rồi mọi người ơi, mình bắt đầu mình chơi mini game nha. Hôm nay câu đố đó là nhà gì, nhà nào mà không có máy mọi người ơi? Cái nhà nào mà nó không có máy mọi người nha? Để em lên cái kính nào. Ngày hôm nay em tặng cho mọi người đó là một mẫu kính này mọi người nha. Ôi chết cha rất rồi. 8301 kính lá xấu hả? Chị lấy em. Ê, đếm kính hồi trưa với hồi sáng cho chị nha. Rồi, mọi người nhìn nha, mẫu kính ngày hôm nay mà em đang mang cho mọi người đó là mẫu kính này rất là ngầu, rất là sang luôn đúng không ạ? Thì mẫu kính em đang mang là nam mang được, nữ mang được, rất là sang, rất là cá tính luôn mọi người nha. Giá của nó là 400k một cây, được không ạ? Kính này thuộc dòng đó là Lan Bai nha. Kính Lan Bai mọi người nha, hiệu của nó là hiệu Lan Bai, giá là 400k một cây. Ngày hôm nay em sẽ tặng cho mọi người chơi mini game của em ngày hôm nay kính này nha. Rồi, câu đố của em đang lên cho mọi người thấy Linh Vũ luôn nha. Đó là nhà nào không có máy mọi người nha. Nhà trời là không có máy đúng không em? Sai rồi anh Thành Được ơi. Hello anh Tấn Kiều, tôi rất chào anh luôn ạ. Còn mọi người ơi, còn ai thấy em nữa thì mọi người cùng nhau chơi mini game với em luôn nha. Ủa sao nghĩ cái chưa luôn nhỉ? Thấy bệnh chưa? Nhà nước là sai. Đã đều. Nhà đất là sai, nhà nước là sai. Hello anh Tuấn Kiều luôn. Hello, hello anh Chánh Hữu. Anh Chánh Hữu ăn cơm chưa? Anh Chánh Hữu mới đi làm về hả? Chào mọi người đã trong livestream của em luôn nha. Mọi người ơi, còn ai thấy em nữa thì mọi người comment lên đây đi cho em thấy mọi người. Để em coi lượt share là bao nhiêu rồi nha. Đây mọi người ơi, nhà nào không có máy, đó là câu đố mà em muốn dành tặng cho mọi người ngày hôm nay nha. Trời đất ơi, cái gì vậy, có 4 lượt chia sẻ thôi. Ủa sao bên kia không chia sẻ hả Lâm? Nói rồi mà. Mới có 4 xe hả? Chưa xe là nãy giờ ngồi nói muốn chết luôn hả? Rồi, mọi người ơi, xin chào. Vậy thì tôi ta chia tay nghe cái tên gì mà buồn rủ rượi vậy ông nội?
Hello, cậu cậu cả luôn ạ. À. Nhà mạng là sai, nhà gì không có máy mọi người nha. Em chào anh Hải Đặng luôn nha. Không hiểu sao? Đau lưỡi không? Đau môi không? Nhà tranh là sai, nhà băng là sai luôn. Nhà nào không có máy mọi người nha. Mọi người comment cho em mini game ngày hôm nay mà em muốn dành cho mọi người, đó là câu đố là nhà gì? Nhà nào mà không có máy mọi người comment cho em nha. Thì để tham gia mini game mọi người nhớ nha. Chia sẻ livestream về trang cá nhân để chế độ công khai một lần cho em nè. Chia sẻ vào 10 hội nhóm cho em luôn nha. Sau đó là comment đáp án đúng cho em cái kính này nè. Mình đi ngày đi đêm cũng được luôn, nó rất là sáng như vậy mọi người thấy chưa? Nó sáng lắm, mình đi ngày đi đêm đều được luôn nha. Em để trên đầu cho mọi người coi. Thì phong kính này hả, nam mang cũng được, nữ mang cũng được luôn mọi người ơi. Nhà tù là tù có máy chứ sao không có máy được nè. Nhà vếu là nhà gì ông nội? Xin chào Sương Hồ luôn ạ. À. Em chào Sương Hồ, em chào anh Tùng Tùng luôn nha. Hello anh Đỗ Thanh Tùng Tùng, hello Trọng Di luôn ạ. À. Hello anh Kiệt Đặng luôn nha. Chạy vội vội vàng vàng để về ngồi chơi với em, chúc đặt kính nhé. chúc em đặt kính nhé, em cảm ơn anh Hải Chiều của em nhiều lắm nha. Ủa anh Hải Chiều nãy giờ đi làm ngoài đường hả? Anh Hải Chiều đi làm gì á? À, còn cây 2102 hôm bữa không vậy? Dạ, cái cây 2102 là kính hình chữ nhật đúng không chị ơi? Đây để em lên lại cho chị coi nha. Ủa cái kính hình chữ nhật đâu rồi Long ơi? Long có thể nào Long kiếm cho chị được không? Đây. Hello bé Huyền, hello bé Huyền của chị Túc luôn nghe. Ủa hồi trưa bé Huyền có like không ta? Ủa hồi trưa này bé Huyền có like không? Buổi chiều 2 giờ sáng rồi chị. Ủa hôm nay thứ mấy vậy? À hôm nay thứ năm bé Huyền không like hả? Nãy làm chiều nói khách là bé Huyền tối trưa chiều nay 24 giờ rưỡi bé Huyền like chứ. Nhà thổ là sai. Đây phải 2020. Ở 2102 nè, 350 một cây nè. Mọi người ơi ai lấy cái này mọi người comment cho em nha. Hello chị, bé Huyền đang làm gì đó? Hello, Tom Messenger, chị có lấy thêm cây này hay anh có lấy thêm cây này thì comment cho em là 2102 kèm số điện thoại nha. Trong này là trồng Polaroid mọi người nha, kính chuyên dụng dành cho đi ngoài đường và ngồi trước màn hình máy tính luôn nha. Kính này có giá là 350 một cây, ai lấy thì mọi người tranh thủ comment liền cho em luôn nha. 2102 dòng này nam mang được, nữ mang được nha. Đó, em lên cho chị coi, em đang tiếp tục chơi mini game với mọi người luôn nha. Tại các người đang hỏi em á, thì cái cây này nè, hệ Tom Messenger ơi, 350 một cây ạ. À. 2102 nha. Lấy thì comment cho em xin số điện thoại luôn nha. Nhà nhà thiết kế là sai rồi, nhà tù là sai, nhà thổ là nhà gì em không biết luôn nè. Rồi, mọi người ơi, nhà nào là không có máy mọi người comment liền cho em đáp án là cái gì luôn nha. À, nhà thiết kế là sai rồi cậu cả ơi, mọi người ơi, nhớ nha, tham gia mini game là mọi người nhớ nè. Chia sẻ livestream về trang cá nhân để chế độ công khai một lần cho em nha. Chia sẻ vào 10 hội nhóm cho em, chụp màn hình lại gửi cho fanpage liền luôn mới được nhận quà mọi người nha. Còn những ai không có chụp hình lại gửi cho fanpage là sẽ không được nhận quà đâu, được không ạ? Rồi, nhà văn là chưa đúng, nhà báo chưa đúng luôn ạ. Còn nhà gì nữa không ạ? Nhà nào mà không có máy mọi người nha, nhà văn là sai rồi cậu cả ơi. Hello Duy Du My luôn nè, em chào Duy Du My luôn nha, mỏi tay quá. Nhà lầu là không đúng luôn nha, nhà văn cũng không đúng luôn mọi người ơi. Nhà gì mà không có máy mọi người comment liền cho em luôn nha. Bé Huyền cơm chưa cưng? Bé Huyền hôm nay đang làm cái gì đó? Nhà nào không có máy mọi người comment nha, share được nhận quà mọi người nha. Rồi, nhà lầu là sao? Nhà lầu có máy mà. À, nhà sư là sai, nhà thờ là sai, nhà máy là sai. Anh Tấn Kiều ơi, anh chia sẻ livestream cho Tất Tất đi anh ơi. Hello anh Võ Đức Tài, nhà sư là chưa đúng luôn ạ. À. Cậu cả ơi, chưa đúng luôn anh nha. Rồi, mọi người comment liền cho em đi, nhà nào là không có máy luôn ha. Ủa sao view chưa có tăng lên được, chia sẻ em coi có tăng lên chưa vậy Long? Nhà có sân thượng hả? Dạ, chưa đúng luôn anh ơi, nhà có sân thượng là chưa đúng luôn anh nha. Để em... Ê, bên kia trả lời chưa? Sao mà view thấp dữ vậy ta? Nó Facebook ổn rồi mà. Ủa? Từ từ chị đang tắt, chị Ngọc vô hỏi thử xem. Ủa nó bị gì vậy ta? À, nhà băng là sai luôn, nhà đất là sai luôn nha. Nhà nào không có máy mọi người ơi, mọi người comment liền cho em luôn nha. Đừng có nói một hồi lên là nhà tình thương luôn, giúp tôi xỉu luôn á. Nhà tình thương ơi hả? Rồi, hello anh Đỗ Quang. À, anh Đỗ Quang ơi, anh Đỗ Quang chia sẻ livestream cho em chưa vậy? Sao mà view nó thấp tèn tèn vậy? Mà được chia sẻ nó cũng thấp nữa là sao vậy? Anh Đỗ Quang chia sẻ mạnh mạnh lên cho em đi, cho em bán đắt hàng đi Đỗ Quang ơi. Rồi, nhà băng là chưa đúng luôn mọi người nha. Nhà gì mà không có máy mọi người nha. Hello bé siêu nhỏ của chị Túc luôn nè. Chị chào em nha. Anh Trương Hoàng ơi, em chào anh luôn. Em chào chị Đan Nguyễn luôn ạ. À. Em chào anh Huy Hùng luôn nha. Nhà gì? Nhà báo hả? Không đúng luôn anh ơi. Nhà nào mà không có máy nha. Anh Đỗ Quang ơi, Facebook ổn định lại chưa vậy anh Đỗ Quang ơi? Anh share dữ lắm luôn đó em.
Anh, Facebook có ổn định lại chưa vậy? Hay là vẫn còn giống như mấy bữa trước vậy anh? À là vậy. Đâu à? Hello, you me. Hôm nay làm nước ngon quá không? Vừa nóng. Mày định nói nước lã mà cũng ngon đúng phải không? Sáng giờ chị đang học giám ăn. Nhà nước là sai, nhà chưa xây nhé là sai, nhà mồ là sai, nhà báo là sai luôn. Chị không thấy Út à, chị thấy Út luôn nha. Út của chị Túc ơi, thấy Út xí quách của chị luôn nè. Nhà mạng là sai rồi, cục cưng Nguyễn Cường của em ơi, anh chia sẻ like cho em chưa? Nhà cộng đồng mạng là sai luôn mọi người nha. Nhà nào mà nó không có máy mọi người comment cho em nha. Cái kính ngày hôm nay mà em tặng cho mọi người sẽ là kính này nè. Nhìn rất là sang chảnh luôn, nam nữ gì cũng mang được hết trơn. Hả? Còn cái cây này đây là cây duy nhất luôn em tặng cho mọi người luôn nha, không có cây nào trên đây nữa đâu, còn một cây này là cây duy nhất thôi. Rồi em sẽ tặng kính lan bay này cho ai đây ta? Nhà chưa sai nhé là sai rồi anh ơi, nhà cái là sai, nhà cộng đồng mạng là sai, nhà cái là sai rồi anh ơi. Còn nhà nào nữa không mọi người ơi, có bao nhiêu nhà lôi ra hết cho em luôn nha. Nhà nào mà không có máy, ai sẽ là người nhận được chiếc kính của em đang mang có giá là 400k được không ạ? Nhà báo nhà thơ là sai luôn, nhà cái là sai luôn, nhà mồ là sai luôn, nhà gì đây mọi người comment thiệt là nhiều liền cho em luôn nha. Thì một người được comment rất là nhiều lần luôn, nhưng mà nhớ nha, một comment là tương đương với một share cho em được không ạ? Nếu như mọi người comment cho em là một comment, hello, mọi người share cho em có 10 share, mọi người comment tới 50 comment là không được tính, không hợp lệ đâu nha. Cho nên mọi người share bao nhiêu lần mọi người nhớ lại cho em rồi comment bấy nhiêu lần cho em. Sau khi comment hết mà vẫn chưa trúng thì mọi người comment, hay mọi người nhớ share nữa cho em luôn nha. Rồi, nhà bướm em ơi là nhà gì ông nội? Bà nội phi chu hâm phi chu này nè. Rồi mọi người ơi, khi nào lượt view tăng lên em sẽ cho mọi người tặng một cái kính này cho mọi người, là kính cao cấp bên em luôn ha. Em sẽ tặng cái kính này, đây là dòng cao cấp bên em, nó rất là đẹp luôn nha. Lấy kiếm cho chị cái 8515 đi Long. 8515 6129 đây. Rồi, nếu như mà ai trúng mini game của em, đây mọi người ơi, à lượt view mà tăng lên trên 400 em sẽ tặng cho mọi người cái kính này luôn, ok chưa? Thì kính này đây là dòng Butcher. Chưa. Ở đây chưa có 8515. Đây là dòng Butcher mọi người nha, có chữ Butcher trên đây, chồng của nó là chồng Bolero, chống trời chống bể cho mọi người luôn. Cái viền của nó nè, tròng đen, viền đen như vậy nha. Ở trên nè mọi người thấy chưa, đó có một cái gọng ở như vậy ha, rất là sang chảnh luôn. Bên hông của nó là như vậy. Thì mẫu kính này nam mang được, nữ mang được, em sẽ đeo cho mọi người coi luôn nha. Hết rồi hả? Đây mọi người nhìn nè, mã kính này là 6129 là dòng cao cấp bên em, có hộp đầy đủ cho mọi người luôn. Khi mọi người được tặng kính sẽ tặng kèm hộp cho mọi người như vậy luôn nha. Rồi, bây giờ mình tích cực chơi mini game cùng với em luôn để em kiểm tra coi. Ủa, Clam ơi, nó rớt cục pin rồi. Này, nãy giờ chị bấm quá trời, bấm không được. Mọi người ơi, rồi, mọi người cùng nhau chơi mini game với em luôn nha. Em sẽ kiểm tra xem có bao nhiêu lượt chia sẻ rồi. Bao nhiêu lượt chia sẻ rồi nha, để em gửi cho mọi người luôn. Nhà nào không có máy, mọi người comment liền cho em. Trời đất ơi, sao mới 78 lượt chia sẻ, sai, sai, sai quá, sai. Sai quá đi. Rồi, mất quá tốt rồi, hello anh Tuy Nguyễn luôn nè. Anh cứ chọc em hoài sẽ tuổi thân đó. Rồi, mọi người ơi, nhà nào là không có máy mọi người nha. Lượt chia sẻ là 197 lượt chia sẻ, 198 lượt chia sẻ. Lẹ lẹ lên mọi người nha, tranh thủ chia sẻ like chia giùm em luôn. Rồi, bây giờ thì em sẽ bắt đầu hướng dẫn mọi người cách để nhận được cái kính trên mặt của em luôn. Thì làm sao để nhận được cái kính 700k này luôn nha. Sẽ hướng dẫn mọi người, sau đó là mình sẽ bắt đầu là mình công bố coi ai là người được trúng thưởng cái kính này luôn. Thì mọi người đều làm theo em luôn nha, nhà nước là sai luôn ạ. Nhà không có máy là sai, nhà máy là sai, nhà cái là sai. Rồi, mọi người nhìn nha, ở trong live stream của em như vậy, mọi người click vào cái chữ là chia sẻ ở đây nè. Click vào chữ chia sẻ, chọn, chị không biết luôn. Chọn chữ chia sẻ hội nhóm ở đây cho em nha, sau đó thì mọi người lướt cho em. Mọi người từ nha, từ nha. Có hả? Nó sẽ hiện ra rất là nhiều hội nhóm, mọi người click vào những cái ô màu xanh ở đây cho em để chia sẻ hội nhóm cho em nha. Click hết vào những cái ô màu xanh ở đây để chia sẻ hội nhóm, để chia sẻ live stream vào hội nhóm. Bấm chữ chia sẻ, bấm chữ viết bài. Chọn chế độ công khai, bấm vào chỗ này nè. Chọn chế độ hình trái đất, xong một cái. Rồi, bấm chữ xong ở đây nha.
Rồi bấm chữ đăng màu xanh ở đây là ok. Thì em phải bấm giờ, trong vòng 3 phút người nào chia sẻ cái livestream của em nhiều nhất em sẽ tặng cái kính trên đầu này cho người đó, được không ạ? 3 phút thì ai cũng như ai thôi, cho nên mọi người cùng nhau chia sẻ cho em luôn nha. 3 phút bắt đầu. Rồi, mở mini game thì em sẽ tặng hai cái kính, một cái kính đắt tiền và một cái kính giá tầm trung cho mọi người. Cái kính đắt tiền có giá là 700k một cây mọi người nha. Rồi, mọi người ơi, ai thích kính này thì tranh thủ chia sẻ livestream, em sẽ để giờ ở đây cho mọi người chia sẻ nha. 2 phút 47 giây đang dần trôi qua. Nhà sư là sai, nhà buôn bán là sai, nhà băng là sai, nhà chồng là sai luôn ha. Đây em đưa lên cho mọi người câu đố nha. Những ai có hội nhóm thì tranh thủ chia sẻ hội nhóm, những ai không có hội nhóm thì mình chia sẻ về trang cá nhân cũng được nữa mọi người nha. Nói chung là chia sẻ ở đâu cũng được hết trơn á. Rồi, đi uống trà sữa không Túc ơi? Em bỏ trà sữa rồi, em cai nhà sữa luôn rồi. Trà sữa mập lắm, ú ù ù rồi anh ơi. Rồi, mọi người ơi, vườn không nhà trống là sai luôn rồi nha. Đã nói là nhà nào không có mái mà tự nhiên vườn không nhà trống mà nội. Nhà buôn là sai, nhà mồ là sai, bạn ghi nhớ chưa chia sẻ livestream. Những ai không chia sẻ livestream em sẽ không đọc đáp án lên mọi người nha. Còn những ai có chia sẻ rồi thì mình hãy comment chữ đã chia sẻ cho em, cho hệ thống kiểm tra coi bạn có chia sẻ livestream chưa nha. Rồi, ở đây ai đã có chia sẻ livestream mọi người có thể là comment lên cho em chữ đã chia sẻ được không ạ? Đã chia sẻ viết tắt luôn cũng được luôn nha. Ây da da da. Ai phút cho mọi người đang dần trôi qua, ai sẽ là người được nhận chiếc kính của em luôn nha. Rồi 1 phút 50 giây đang dần trôi qua mọi người ơi, nhà nước là sai luôn rồi. Mình nhận kính rồi, dạ chị Huỳnh Kim Dầu ơi, thấy kính có đẹp không chị yêu ơi. Rồi để em coi coi lượt chia sẻ là bao nhiêu. Có tăng lên là em sẽ gửi cho mọi người liền luôn. Mua bán nhà đất là sai, nhà bè là sai, em đẹp cảm ơn Bùi Giang ạ. Rồi, mọi người ơi, lượt chia sẻ đang dần tăng lên 423 lượt chia sẻ. Chỉ cần lượt chia sẻ mà tăng lên trên 500 là gửi cho mọi người liền luôn nha. Trong vòng thời gian, trong vòng còn 1 phút 30 giây này thôi, ai là người chia sẻ livestream nhiều nhất trong vòng 1 phút 30 giây này, em sẽ tặng cho người đó chiếc kính em đang mang có mã là 6129. Thì cái cây này có giá tới 700k một cây. Đây là dòng bóp chơi, dòng cao cấp bên em mà đi đêm được luôn. Vì nó rất là sáng, mình có thể đi đêm được luôn nha. Đã không cầm mà comment của tôi luôn kìa. Hello Võ Thị Mai Ly, thấy bà luôn rồi nè. Nhà bè Thành phố Hồ Chí Minh là sai luôn rồi. Vilina ơi, nhà trời là sai, nhà tù là sai luôn mọi người nha. Rồi bà Mai Ly ơi, bà comment đi, tôi có nhìn comment của bà nè. Tại vì để giờ chút lo chút nói á. Rồi mọi người comment liền cho em luôn nha. Anh cần em thôi không cần kính hả, dễ thương vậy ông nội. Rồi mọi người ơi, để em coi coi lượt chia sẻ tăng lên bao nhiêu nha. Thời gian còn cho mọi người 45 giây thôi. Trong vòng 45 giây này ai chia sẻ livestream nhiều nhất anh tặng kính cho người đó luôn, được không ạ? Rồi, thì ngày hôm nay nhân dịp chuẩn bị tới 20 tháng 10 bên em sale toàn bộ các mẫu kính luôn. Cho nên những ai mà chưa có tặng quà cho vợ hay cho mẹ thì mình hãy ở lại trong livestream để xem những cái mẫu kính mà hôm nay em sale để mọi người mua tặng cho gia đình của mình nha. Rồi, 30 giây cho mọi người chia sẻ livestream. Đây, em chuẩn bị bây giờ em sẽ coi lượt chia sẻ. Nếu như mà tăng trên 500 em gửi cho mọi người liền luôn. Ok chưa ạ? Tranh thủ chia sẻ cho em nha. Mọi người thương yêu em, mọi người quý mến em, mọi người chia sẻ cho em một chia sẻ, hai chia sẻ, ba chia sẻ để em bán đắt hàng nha mọi người nha. Em yêu mọi người lắm luôn. Nhà rồng là sai, nhà mạng là sai, nhà sư là sai luôn rồi ạ. Rồi mọi người ơi, lượt chia sẻ đang dần tăng lên luôn nha. Nhà trời là sai, nhà băng là sai luôn nha. Tình yêu của em ơi, Mai Thị Lan ơi, sai rồi chị ơi. Thời gian còn cho mọi người chỉ có một hết giờ. Ok, rồi Lâm xin đích hệ thống nha Lâm nha. Rồi bây giờ em sẽ cho hệ thống đếm coi ai là người chia sẻ livestream nhiều nhất luôn, được không ạ? À? Thì hôm nay bên em sale sập sàn tất cả các mẫu kính với giá 50% giá kính trên shop thôi. Cho nên mọi người hãy ở lại trong livestream để một hồi em bán kính nha. Bây giờ mình sẽ giải quyết mini game nhanh gọn lẹ luôn để em bán kính mọi người ha. Nhà nào không có máy thì nãy giờ không có một ai trả lời đúng comment của em hết trơn đó. Ok, chia sẻ quá nhiều rồi đấy, em cảm ơn cậu cả ạ. À. Rồi, bây giờ nha, em sẽ công bố đáp án cho mọi người luôn. Nãy giờ không có ai comment đáp án trúng hết, cho nên em sẽ công bố trực tiếp cái đáp án cho mọi người. Mọi người comment theo em nha. Và kèm theo đó là chia sẻ livestream về trang cá nhân một lần cho em chụp ngay màn hình lại luôn. Chia sẻ 10 hội nhóm cho em chụp ngay màn hình lại luôn để được nhận quà mọi người nha. Còn nếu như mà em lướt comment trúng ngoài đó, em click vô tin nhắn, không có tin nhắn mà gửi về fanpage, em không có chia quà được không ạ? À? Lọt không có tặng quà đâu nha. Có nghĩa là em sẽ click vào cái tên của bạn đó, click vào tin nhắn. Nếu như tin nhắn nãy giờ bạn đó không có gửi lượt chia sẻ qua cho em là hủy kết quả, không được tính mọi người nha. Rồi. Gì vậy? Còn mẫu gì của em mà không có ngồi? Không hiểu luôn anh ơi, nhà mô hình là sai, em không hiểu luôn nè. Ai lộn, nhà mô hình không đúng luôn nha. Để em coi coi lượt chia sẻ lên bao nhiêu rồi mọi người nha. Chuẩn bị công bố lượt chia sẻ liền luôn nè. Hết rồi. Ok, anh đổ quang luôn nha. Ok, anh đổ quang luôn nè. Rồi, bây giờ thì em sẽ bắt đầu công bố đáp án. Lượt chia sẻ là bao nhiêu rồi mọi người ơi? Em công bố đáp án liền cho mọi người, comment đáp án cho em luôn nha.
Hôm nay, nhân dịp hôm nay là sắp tới 20 tháng 10 bên em sẽ sale toàn bộ mẫu kính. Rồi bây giờ công bố đáp án, những ai có trong livestream của em có chia sẻ livestream mình comment đáp án cho em để nhận được kính luôn nha. Em sẽ lướt comment đến từ 10 tới 1 số 1 dần ngày ai người đó là người nhận được kính. Rồi mọi người comment liền cho em là nhà tiên tri được không ạ? À? Lộn, nhà thiên văn học mọi người nha. Đó là nhà thiên văn học. Mọi người comment liền cho em là đáp án luôn nha. Nhà thiên văn học comment cho em liền luôn đáp án nè mọi người ơi. Đây, đáp án là nhà thiên văn học. Em nhắc lại nha, những ai có trong livestream comment liền cho em là nhà thiên văn học, kèm theo đó là chia sẻ livestream một lần về trang cá nhân để chế độ công khai, chia sẻ cho em vào 10 hội nhóm, chụp ngay màn hình lại liền luôn, inbox cho fanpage trước khi là em lướt comment. Nếu như mà em lướt comment là em sẽ coi giờ, bao nhiêu giờ đó sẽ không nhận tin nhắn nữa mọi người nha. Rồi chuẩn bị chưa ạ? Bây giờ em chuẩn bị lướt comment liền luôn nha. Những ai có trong livestream thì tranh thủ chia sẻ livestream với em luôn đi. Long cho chị một cái điện thoại, chị bấm giờ đi Long. Lâu rồi không cầm điện thoại Long bấm giờ luôn đó ha. Thì em sẽ cho mọi người trong vòng 1 phút để mọi người chia sẻ livestream và gửi về fanpage ngay lập tức luôn. Nếu như sau 1 phút này em sẽ không nhận tin nhắn nữa nha, là em sẽ không có trao quà đâu ha. Rồi, nhắc lại một lần nữa, mọi người comment cho em chữ là nhà thiên văn học, kèm theo đó là chia sẻ livestream về trang cá nhân để chế độ công khai một lần, và các hội nhóm cho em tổng cộng là 10 lần, chụp ngay màn hình, inbox cho fanpage. Bây giờ em bấm giờ nha. Gì vậy? À, trong vòng 1 phút thôi mọi người nha, trong vòng 1 phút thời gian đang dần trôi qua, mọi người tranh thủ comment thiệt là nhiều luôn nha. Vì mọi người nghĩ đi, một cái thùng quà mà bỏ nhiều phiếu, một cái thùng phiếu mà mình bỏ nhiều phiếu vô thì cơ hội bốc trúng mình càng cao đúng không ạ? Rồi, sau khi kết thúc mini game thì em sẽ sale toàn bộ mẫu kính bên em với giá chỉ có 50% thôi. Cho nên mọi người tranh thủ mà bỏ lại mua kính để tặng quà luôn nha. Sắp tới 20 tháng 10 rồi đó.